MAMA 2022 khả năng tranh giải thưởng của Blackpink. BTS thế nào? Dựa vào những điều lệ của giải thưởng MAMA 2022 qua các hạng mục, có thể dự đoán được khả năng thắng giải của Blackpink, BTS. Theo lịch trình dự kiến, giải thưởng MAMA 2022 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 này. Vậy nên, đây là thời điểm để khán giả có thể dự đoán được các nghệ sĩ có khả năng thắng các giải thưởng quan trọng. Trong đó, giải gây chú ý và quan trọng nhất là đê sang, album của năm khó thoát khỏi tay BTS. Yếu tố thắng giải quan trọng này thuộc về 60% doanh số bán album vật lý và 40% từ hội đồng giám khảo. Xét về doanh số bán album vật lý và không bao gồm 40% của giám khảo, album group của BTS không ngoài dự đoán sẽ giành giải album của năm. Qua nhiều năm, doanh số bán album hầu như khó có nhóm nhạc nào vượt qua được BTS, nên khả năng họ thắng giải này gần như 100%. Giải nghệ sĩ của năm, BTS chiếm một phần lợi thế ở giải thưởng này. Phần thắng sẽ dựa trên rất nhiều tiêu chí, trong đó 20% doanh số bán album kỹ thuật số tại Hàn Quốc, 10% doanh số bán album kỹ thuật số trên toàn cầu, 30% doanh thu album vật lý và 40% từ hội đồng giám khảo. Nếu bỏ tiêu chí giám khảo, dựa vào các yếu tố trên, nhóm nhạc ai có nhiều lợi thế, tuy nhiên về doanh thu bán album kỹ thuật số cao nhất tại Hàn Quốc thì Lim Young ung có lợi thế. BTS lại có doanh thu album kỹ thuật số cao nhất trên toàn cầu và Stray Kids có doanh số bán album vật lý cao nhất. Vậy nên, đây vẫn là bảng đấu khá gay cấn và có thể bất ngờ phút cuối. Bài hát của năm, Blackpink không có nhiều lợi thế, xét về tiêu chí bài hát của năm có thể thấy 40% doanh số bán hàng kỹ thuật số ở Hàn Quốc 20% doanh số bán hàng kỹ thuật số trên toàn cầu và 40% từ hội đồng giám khảo. Nếu bỏ qua bình chọn của giám khảo, hiện bản hit lớp đai của ai đứng đầu danh sách và có khả năng thắng cuộc vì sản phẩm có doanh thu kỹ thuật số cao nhất tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, Pink Venom của Blackpink lại có doanh thu kỹ thuật số cao nhất trên toàn cầu. Nếu số phiếu giám khảo dành hết cho Blackpink thì họ hoàn toàn có thể lật ngược ván cờ.